Việt Nam
với niềm tin dâng trào, cùng ý chí vững vàng cho quê hương đẹp giàu, vươn tầm dài cánh bay lên Việt Nam. Đầy ánh sáng của niềm tin, ánh mặt trời sáng tỏ. Xin đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh Thanh Hóa. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2024, kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.